chào các bạn à, rất vui gặp lại được các bạn trong kênh youtube ngọc chiến bất động sản vinhome của mình thì à, à, ngày này lễ tết cũng đã cận kề chúng ta đâu đó là có những cái cuộc lễ tất liên với à, cơ quan đồng nghiệp rồi bạn hữu thôn xóm hay là à, tầng tòa khu phố À, mình cũng rảnh hơn khi mà ngày thường thì làm việc cũng bận với một số công việc Nhưng mà cuối năm thì uh, chúng ta cũng lại dành cho nhau một số cái, uh, những cái chia sẻ uh, Mình thấy là cũng rất là uh, cần thiết Một năm ví dụ uh, uh, biết bao nhiêu biến cố mà đến giờ này chúng ta ngồi với nhau thì cũng đã là một điều rất là tuyệt vời uh, Cái dịch bệnh thì cũng không ai muốn, muốn nó xảy ra nhưng mà đôi khi thì nó đã xảy ra và người nhiều người thì cũng đã nó lại thành là một cơ hội thật sự mình nghĩ nó cũng là một cơ hội à, chúng ta buộc phải thay đổi buộc phải thích nghi thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng rất nhiều người với những nỗi buồn à, có thể là có một cái sự chia ly nhưng mà buồn mà sâu sắc nhất thì vẫn là buồn về mặt kinh tế và chúng ta vẫn phải đối diện dẫu gì thì vẫn phải đối diện À, mình ngồi với nhau mà còn những ai mà còn xem video và uh, cảm nhận chung thì cũng đã là một sự may mắn rất rất là may mắn rồi đặc biệt là đến giờ này mà ai tiêm được mũi thứ ba chúng ta đã thấy là một sự cố gắng nỗ lực của chung tay của uh, các quốc gia trên thế giới và chính tại chính việt nam thì cũng là nỗ lực rất lớn của chính phủ và của từng thành viên của mỗi cá nhân hay là ở một cái khu phố một cộng đồng thì uh, cái sự nỗ lực và nhiều khi chúng ta thấy một cái hàn gắn uh, kết thân tình thương nó được lớn hơn đặc biệt là những cái khu phố ví dụ như những cái khu chung cư đại đô thị như Vinhome Ocean Park mình đang sống nhưng mà tình thương thì nó cũng vẫn nhiều với chẳng hạn như mình về quê đi chăng nữa thì cũng vẫn thấy cái tình thương và đặc biệt là chúng ta lại thấy khát khao là như quê này thì chúng lại khát khao về gần gũi hơn đấy thì um, bên cạnh đó thì mình cái cái vấn vấn đề mà mình có thể chia sẻ trong video này thì chúng ta sẽ À, đối diện với cái dịch bệnh mà chúng ta sẽ làm gì tiếp trong cái lĩnh vực kiếm tiền thì uh, trong một năm vừa rồi ở cái thời gian mình cũng có những thời gian mà mình phải lên trên mạng tìm kiếm những kênh đầu tư online Thật ra mình cũng được trước là mình cũng đầu tư crypto và có, có những nhiều nhiều các hình thức khác chẳng hạn như bo hay baccarat. thế và sau đó thì mình mới thấy à một cái sự luân chuyển à, à, tất cả nó là một sự thích ứng thôi Một sự thích ứng à, mình những cái kênh YouTube của mình về chia sẻ phương pháp hoặc cái thức kiếm tiền ấy thì uh, chính bởi mùa dịch thì cái 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 lượng truy cập nó nhiều hơn rồi các bạn là kết thân các bạn hỏi nó nhiều hơn. Đấy cũng đấy nó là một cái hạnh phúc mà đấy cũng là mình thấy đúng là một nền kinh tế sẽ chia. Thế rồi là uh, một cái ngã rẽ mà mình đi sang uh, bất động sản. Nhưng mà uh, ở kia là mình đầu tư tài chính online hay những hình thức đầu tư khác, crypto thì nó gắn với online nó gắn với công nghệ cực kỳ cao và mình cũng đã gặp rất nhiều người là bỏ giữa chừng từ bất động sản sang bên này à, sang bên đầu tư tài chính online Đấy, rồi các hình thức khác ví dụ như crypto này forex này đầu tư vàng hay chứng khoán nhưng mà ở trong mỗi một bạn ấy, mình đều thấy một sự mạnh mẽ một sự cách tân một sự đổi mới tức là phải đối diện với thực tế cuộc sống Đấy. À, có những bạn mình gặp trưởng phòng của bất động sản Sang thì lại bảo là vì như thế này như kia Kết nối giữa chừng cái thời covid một ấy à, Nó là bị trứng lại không làm thế nào không làm nào được Thì bắt đầu đi sang đây rồi bạn cũng thành công Cá nhân mình thì thế hệ 7X Nhưng mà thật sự ra là mình luôn luôn tôn trọng Và học hỏi những ý, các em nhiều lúc mà Gọi là các em các cháu ấy, 9X với lại 2K Thật sự có những em mà mình, mình Sau khi quá trình làm việc rồi ấy Bảo là ô chú chú bằng tuổi Gần <laughs> bằng tuổi bố cháu nhưng mà vì thật sự là trong môi trường làm việc thôi đấy, tất cả ổn cuối cùng lại thấy là, à tại sao mình chỉ mình truyền lửa cho các bạn đấy rằng là chú vẫn bắt tay với một cái lĩnh vực công nghệ mới đúng không và cháu cũng phải đối diện với thực tế cuộc sống và cháu cũng đang đi tìm thực tế cuộc sống là cháu đã phải trang trải chi phí hoặc là cháu vừa học ra trường cháu đang chờ đợi này này, này cháu lên đây gặp rồi cháu cũng phải đi kiếm tiền trong cái hình thức kiếm tiền online thế thì Uh, bây giờ mình sẽ sẽ có một cái câu chuyện sẻ chia là tại sao một cái sự ngã rẽ giữa một cái crypto với cái cái, cái, cái mà uh, bất động sản và đến lúc bây giờ mình quay lại thì bất động sản nó là bất động sản online rồi ấy ngày xưa mình mua những mình cũng không bao giờ nghĩ cái giá trị à mình ở sống ở bên 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 ocean park thì lúc mình mua mình cũng tương tác hết sức bình thường rồi. mình cũng đã có cái video mình chia sẻ mình mua đến ba bốn ba căn nhà thì quá trình ngân chuyển của mình cũng rất hết sức bình thường lần thứ nhất thì đi sang bên cái nhà bên cạnh mua đồ rồi bắt đầu mới thấy nhà thuê thì mới bà cô chủ quán cô bảo à, cái nhà bên cạnh nó bán thì mình mua nó cũng giá trị giá, giá trị rất là nhỏ thôi sau đó thì mình lại mua ở một cái um, chung cư uh, mình ở tham city làm ở tham city mình mua ở đấy cho nó gần đấy là mình bắt đầu mình lại đi sang bên đấy sang công trường thì mình chỉ nhìn thấy bạn nào đứng ở trước công trường bạn hỏi hỏi cho phù hợp thế là xong rồi mình mua Đấy, thế xong đến lúc gì bây giờ mình sang lên Ocean Park thì mình cũng lại vào một cái group ở trong Time City bạn thấy một bạn mà đăng nó tin nó đọc dễ nghe các thứ rồi bắt đầu mình liên kết mình sang bên này mình sang hai ba lần thẩm định dự án mình mua nghe mà thế thì đến bây giờ thì mình mới à cái bất động sản đấy mình sẽ tìm được cái cái ngách của cái thị trường này mình kiếm tiền như thế nào thì nói qua các bạn biết ở đây cái này cái đại công trường này nó dự án này nó tầm hai bốn trăm hai mươi hecta đấy và có những cái um, phân khu có 66 tòa này uh, 66 tòa chung cư này chung cư mỗi cái tầm độ khoảng 26 tầng và mỗi sàn nó tầm độ 30 cứ gọi cho 30 tầng 30 căn nhà cả 30 căn hộ thế và 2.400 căn biệt thự này đấy thì các bạn mới thấy là cái sức mua với các cái thứ mà ở cái này đại dự án này thì cái người nghĩ ra mà đấy ví dụ như hoặc tỷ phú Vingroup tỷ phú Bắc Vượng ấy thì nó là một sự tuyệt vời rồi đúng không? người ta đã phải bỏ một cái lượng tiền rất là kinh khủng vào đây, đấy. Thế mà tại sao chúng ta sẽ kiếm cái gì ở đây? đấy thì cái căn nguyên mình mới tới chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ làm tìm gì với cái cái uh, hình thức đầu tư um, crypto. Rõ riêng là các bạn phải đối diện thôi, thật sự là phải đối diện kể cả hết dịch hay không hết dịch hay gì thì chúng ta vẫn phải đối diện với cuộc sống thực tế cuộc sống. Và sau này cái sự thích ứng cao nhất Để con người chúng ta còn tồn tại ở đây thì còn nói chuyện để bước tiếp ấy là đúng là sự thích ứng sự thích ứng cao nhất. Đấy, ví dụ như thích ứng mình như là thường nhất là các bạn đã có một công việc online, các bạn đã ở nhà và các bạn vẫn cũng kiếm thêm thu nhập để bạn duy trì được cuộc sống, đấy là một sự thích ứng, đúng không? Thế thì uh, uh, mình sẽ chia sẻ một cái gì. Nếu như các bạn ở đây mình sẽ chia sẻ ra hai cái, hai trường phái. Một là các bạn rất trẻ, thì các bạn sẽ tìm kiếm công việc gì online như nào, bước tiếp với crypto, hay chứng khoán, hay bất động sản online. Và một trường hợp nữa là các bạn có tiền các bạn có tiền vì ở đây mình cũng đã đối diện với những người đầu tư biệt thự này rất là nhiều đó thì các bạn sẽ hình thức kiếm tiền như thế nào thì và và các bạn lựa chọn làm sao thì mình thấy như thế này thật ra cái lĩnh vực crypto nó, nó trang bị cho mình một tư duy cực kỳ nhanh hành động cực kỳ nhanh và có những người mình cũng đã biết là giấu nhất nhanh nhưng bên cạnh đó thì cái lòng tham lòng tham và cũng năm 2021 thì là ở Việt Nam cũng đầu tiên cũng có những tỷ phú mà ghi danh trên cái crypto thế giới, uh, những trò chơi uh, Infinity hay là uh, bạn Thanh Coi98, C98. Với những người đấy bạn mình vẫn là ngưỡng mộ và mình vẫn dõi theo, thật sự là vẫn dõi theo tầm thế hệ đúng là tuổi thì bảo tâm các cháu nhưng mà cái đấy là một sự hãnh diện cho một nền cái cái blockchain quốc gia và ví dụ như là bác trương gia bình trong một buổi livestream thì vẫn vẫn là ở bước đất nước vẫn xác định là đất nước có trở lên hùng cường hay không thì vẫn nhờ khoa học công nghệ đấy thế thì nhưng bên cạnh đó thì các bạn cũng biết là sẽ có những cái hình thức nó khác nhau hạn bo hay baccarat thì tất cả những cái người đấy thì khi mà bạn cái thời điểm covid các bạn thấy là những cái làn xe ô, xe máy đi về ly hương nhìn nó rất là thương đúng không thế thì về thì bắt đầu mới lại là cũng bắt đầu lên với bằng một chiếc điện thoại rồi tìm cái 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 họ có một tư duy nhanh quá rồi cái này cái kia đó là cuối cùng là thật ra là không giữ được tiền có khi lợ lại thành lợ thêm cá nhân mình thì thật ra cũng phải chia sẻ là cũng có được có mất nhưng mà cái điều mà mình nghĩ rằng cái mất mà mất lớn nhất là mất quan hệ, mất quan hệ. À, những người trung tuổi cũng được hoặc là những người trẻ thì đấy cái trẻ thì bạn biết a à, trẻ thì có một cái động lực a à, chú chiến bác chiến lớn như thế mà còn làm được đúng không? Thế là nào đâu? Mà làm vào làm làm. thì mình khẳng định rằng là nếu mà ở đâu cũng vậy thôi, nó cũng sẽ có những mặt trái mặt phải. Thế thì uh, nhưng mà cái lòng tham ở đấy thì nó bị giới hạn nó quá nhanh, nên là các bạn sẽ không kiềm chế được kiềm chế được và sau đó thì um, cuộc chơi nó nó không 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 đem đến một cái cái con người cái trí trí thức và kiến thức nó đi dài phải nói chia sẻ thật với các bạn như vậy thế còn đương nhiên là sau này thì mình có thể có cái nguồn dư ra thì mình cũng vẫn sẽ đâu vẫn đầu tư vẫn cứ tin tưởng mà vì mình, mình nghĩ cái đấy nó đưa, đưa cho mình cái cái công nghệ một cái kiến thức nó nhanh đối diện trực tiếp với thời cuộc rồi nói gì nói chứ như như nhìn nhận ra như bác Vượng mà bác đưa xe sang uh, xe VinFast điện sang bên nước ngoài, sang Mỹ chẳng hạn thì bác vẫn phải cho lựa chọn hình thức thanh toán mà dùng các công nghệ mà ứng dụng blockchain đó đấy là một đấy là công nghệ thanh toán đã là chuẩn rồi nhá đấy thế là có hình thức bởi, hoặc là các bạn có bao giờ chuyển đến, đến bao nhiêu tỷ mà các bạn chỉ cần một nút bấm thì bao nhiêu thời gian không cần bạn mình chỉ cần nói là các bạn nộp 3 tỷ ra ngân hàng tại tech hay ở đâu thì các bạn cũng phải chờ nếu như bạn không phải khách vip nó thế nhưng ở những cái đấy thì nó tư duy cho mình thực kỳ nhanh à, và mọi thứ là mình vẫn phải thừa nhận rằng là đấy là sự tiến bộ khoa học kỹ thuật và các bạn chúng ta cũng vẫn nên tìm hiểu thật sự nhưng đầu tư hoặc các thứ thì chúng ta nên cân nhắc rồi mỗi một trường mở thế thì sau đó thì mình mới sang bất động sản online thì mà ô bất động sản online thì bây giờ làm thế nào đúng không Ừ, trong cái chừng mực ngày xưa mình đi mua là mình cứ phải ra công chứng này cứ phải uh, thế này gặp môi giới rồi cái thứ này. Và lúc đấy cũng không có cái tiệm cận là à mình có thể ngồi ở bên uh, ví dụ như cái thời Covid mà bạn bảo bạn ngồi ở nhà bạn xem nhà thì bạn làm nào. Thì lúc đấy của mình không có nhá. Hoặc hoặc cách đây hai năm chưa Covid thì không ai nghĩ ra cái điều đấy. Đúng không? Hoặc đến bây giờ Facebook bắt đầu mới thay đổi cái, uh, cái, cái 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 tên gọi đấy thì cũng là thực thế giới ảo thì cái đấy nó cũng lại tại lại cho các bạn rất tốt về cái 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 không gian rồi cái cái chiêm nghiệm cái trải nghiệm cho bất động sản tuyệt vời thôi mà nếu như xác hưng thì bây giờ xác hưng cũng đã mua nhà bằng bằng những công nghệ đấy rồi ngồi, ngồi hà nội xem phú quốc ngồi ở lại ở hà nội xem xem bên châu âu đúng không đấy chốt điêu nó như vậy thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói là à chúng ta đồng ý với cái khái niệm đấy tức là vợ tức là một chiếc điện thoại bây giờ bạn sẽ nhìn thấy là à hoặc là các con bây giờ bạn sẽ nhìn thấy là các con đã phải là phải phải đối diện với cái gì là khai giảng online rồi đúng không nói nói hơi đùa là thi thể dục online rồi đúng không thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiệm cận như nào khi các con đã phải như vậy thế thì mình thấy rằng là một chiếc điện thoại bây giờ các bạn sẽ có những hình thức kiếm tiền nhé một là crypto hai là chứng khoán là forex Đấy, rồi là đến bây giờ mình cũng khẳng định luôn với bạn là bạn có thể kiếm tiền bằng bất động sản online đấy vì ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là các cái hình thức lựa chọn này bất động sản này sẽ chuẩn hóa hết chuẩn hóa hóa hết về tầng này đúng không diện tích này hướng này à, điều kiện tiêu chuẩn bàn giao này pháp lý rồi rồi phương tiện thanh toán này hoặc đến bây giờ ở trong Vinhome các cái sản phẩm của Vinhome là đã đưa ra một cái là khuyến mại 0,5% chiết khấu ấy 0,5% vào giá bán khi các bạn thanh toán online đấy thì các bạn cứ tìm hiểu đi cứ tìm hiểu xong bắt đầu là bắt đầu là thanh toán và nếu có ký hợp đồng gốc thật bằng bản cứng thì cũng công ty vẫn cho các bạn một chính sách như vậy đấy thế nên là khi các bạn đi nhật bản này đi hàn quốc hay đi đài loan mà có kiếm được tiền mà gửi tiền về cho phụ huynh thì các bạn sẽ kết nối vào à đây đây xem xem cho con xong là à, bạn ở bên đấy bạn chọn bạn chọn nhà bạn chọn hướng và đến lúc về nước là chỉ việc ở đấy nó như vậy. Thế thì uh, bây giờ các bạn sẽ thấy là ờ ừ, thế các bạn trẻ như thế thì kiếm tiền như thế nào. Vì là cái bất động sản nó không như giá trị như cái cái những cái, kia cái, cái khác chỉ cần 50 đô, 100 đô hay cái gì gì ấy Thế nhưng mà ở đây thì nó cũng sẽ phải lớn hơn thì các bạn tiệm cận như nào. Việc đầu tiên là các bạn không chờ đến 300 triệu hay 500 triệu mà việc đầu tiên các bạn biết là, à có một hình thức bất động sản online như thế thì chúng ta sẽ học hỏi như thế nào, đăng ký dẫn xuất vào trong web nào, ra sao, gặp bạn tư vấn như thế nào ở đây các bạn biết không khi cái cái dự án này triển khai nhé cái gia quân lễ xuất quân ở, ở sân vận mỹ đình 10.000 sale môi giới và ở đây hiện tại bây giờ đang có độ khoảng 2.000 môi giới 2.000 môi giới thì thì mình cũng nghĩ là cái sự cạnh tranh cạnh tranh nó đương nhiên thôi nhưng mà bạn có đây đã thấy 2.000 cái biệt thự rồi 2.400 biệt thự rồi rồi là đây 66 tòa thì cái sức đấy là sự sáng tạo của bạn là vô cùng điều quan trọng nhất đấy là bạn dám Ví dụ bạn có 300 bạn dám mua trả góp không Bạn dám sang bên này bạn mua bạn 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 thuê một căn xong bạn ở đây và bạn hưởng tiện ích này mà bạn tìm kiếm các dịch vụ ở đây bạn sống được ở bên nào đấy thế mình đã từng gặp những bạn nhé bạn nói là bây giờ hai em hai vợ chồng em Mà về quê thì không có việc gì làm không biết có việc gì làm thế nhưng bạn đã tồn tại ở đây hơn một năm rồi bạn ấy chỉ là kết nối môi giới giữa người thuê người mua người bán đấy bạn ấy có vẫn là một thành nghề mà đến bây giờ đúng trả lời thật sự là không về quê không có việc gì làm bây giờ bạn bảo là tất cả các quê thì nào là covid nào là nhà máy công xưởng thì đóng cửa đúng không ở thái nguyên hay bình dương hay gì bạn nhìn thấy nó rất khổ thế nhưng đây Thế mà bạn sang đây bạn tiệm cận bạn sẽ học được những cái văn hóa gì, cách thức giao tiếp ra sao. Và chẳng hạn như mình nhộ mình ở đây mình đi mình đi sang Singapore mình mới thấy à đến lúc cái môi trường sống đây và mình khẳng định là cái tiện ích của cái cái đường 5B này kiểu gì nó cũng sẽ thành ở giữa giống như Singapore một cái đường cao tốc mà lương ở tốc độ nó tầm 60 90 8 90 là bình thường. Đấy. Thế nên là thế thì bây giờ bạn sang đây bạn dám đi đầu tiên là bạn phải đầu tư kiến thức bạn học bạn phải à kiếm tiền online thì bạn cũng phải học đúng không bạn cũng phải học là forex là gì uh, chứng khoán là gì ra sao mở tài khoản như thế nào như nào và loạt tiền vào như nào thì bây giờ cũng thế bạn sang đến đây bạn tìm hiểu về bất động sản bạn có thể là thủ tục online cho thuê cho chính cho bạn cái trong cái tất cả hiện tại bây giờ cư dân của của Vinho, Vingroup, Vinhome ấy là có app hết rồi. Thế bạn đã trở thành cái cư dân đấy chưa? Đúng không? Đấy, thế rồi là nếu như vậy thì bạn sẽ tương tác ở trong này như nào ra sao? Thì từ đó bạn mới dám đứng lên Bạn đứng lên, bạn dám làm Đấy, chứ còn nếu như bây giờ uh, Ừ biết cái này đẹp lắm Bạn tao đây, nó sang đây Thế này kia kiếm tiền, nhưng mà các bạn không dám sang đây Đấy, và đến lúc thì tôi Mình đã từng chứng kiến có những người bỏ 10.000 10 đô, 2-300 triệu Đi vào những kia Xong làm sự tăng thương là mất hết Mất hết có khi là sau cái covid thì đã khó khăn lại càng khó khăn hơn à, bất động sản ở trong này thì cũng có những người rất là khó khăn vì là như này cái thời covid mà không kiếm được thu nhập ấy, thì vẫn phải trả nợ ngân hàng thì các bạn cũng đã có một cái sự khó khăn nhất định và nếu như mà đấy đấy bạn làm cơ hội cho bạn môi giới mà khi bán cái 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 bất động sản với giá đấy thì là kết nối được người mua thì bạn cũng cũng vẫn đấy cái người môi giới là như vậy nó phân tích nhận định được từng khu vực từng thời điểm đấy rủi ro và cơ hội và sau đến kết nối của người mua đấy thì các bạn dám dám triển khai dám dám sống ở một thành phố một đô thị như này và sau nữa chuẩn bị nữa là gì 2022 thì lại chuẩn bị ra bốn uh, Dream City là 460 trăm hecta cơ hội cực kỳ lớn rồi là đại đại đô thị của hai cái đô thị của Vin là ở Quảng Ninh và trong Cần Giờ đúng không? Thì, thì bây giờ ngày xưa mình bảo ủ thế thì không làm online được không làm được. thế nhưng bây giờ các bạn biết không có những buổi zoom ấy bọn là uh, buổi live stream về sản phẩm ấy, thì các bạn từ đây bạn có thể sở hữu bất động sản trong phú quốc, đấy cái cái condo theo hay bất động sản du lịch, thế rồi là như vậy thì ngày xưa thì rất là khó khăn nhưng đến bây giờ bạn hoàn toàn bình thường nhé, bạn chọn được môi giới này, môi giới uh, chọn được sàn này, thế là cứ kết nối với chủ đầu tư, thì bạn bạn không phải đi vào trong sài gòn, bạn không phải đi đâu, hoàn toàn là bạn sẽ kết nối được xong hết và đến lúc hàng tạ bạn nhận nhận cái thu nhập bạn gửi cho lại chủ đầu tư thuê lại bạn để lĩnh tiền hàng tháng bạn không ở à, đấy đấy cái bất động sản online nó đúng như vậy có thể là dùng cái gì nhưng mà bạn phải nhớ rõ là như vậy bạn phải hiểu thao tác của nó đấy thế thì bây giờ chúng ta là bạn các bạn là trẻ thì bạn ít tiền thì bạn làm như vậy thế thì bây giờ mình mình mới phân tích đấy là các bạn cửa tức là cái công việc của bạn sẽ rất là rộng mà có thể là bạn vẫn làm những công việc chính và các bạn làm những biểu việc này buổi tối ở đây các bạn biết có những người thợ nhé họ làm cả đêm được mành rèm rồi điện nước rồi các thứ cả cả đêm nó không có bị như ở bên ngoài đâu cắt tóc cũng vậy đấy các cái dịch vụ thế đó, nó cực kỳ tuyệt vời bạn dám sang đây bạn giàu giá dám bạn trẻ bạn dám thử sức mình nếu mà bạn thích là môi giới hay là bạn có một đầu tư bạn chỉ cần có 300 là bạn có thể mua được một căn studio rồi xong bạn quyết tâm bạn làm những công việc để bạn sở hữu một cái bất động sản bạn trở thành một cư, cư dân cư dân tinh hoa đấy cái điều đấy là điều mà mình mình muốn chia sẻ với các bạn trẻ bên cạnh đó nữa thì uh, bây giờ mình muốn chia sẻ là với những đấy là các bạn cũng bắt tay cũng hết sức bình thường thôi. Nếu mà các bạn không có tiền thì bạn cũng ở bên bạn đi sang sinh viên học ở à, bên hà nội thì bạn vẫn phải thuê đúng không bạn ra trường bạn vẫn phải thuê nhưng bạn dám thuê đấy bây giờ có xe buýt rồi đấy xe buýt điện sang bên hà nội rồi đấy. thì như thế thì bạn thử một cái, cái 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 là công dân toàn cầu đi đấy hoặc bạn thử để bạn kiếm nghe đi. ở đây bạn làm được cả đêm đúng không thế thì uh, bên cạnh đó thì là mình muốn nói chia sẻ với các bạn là nếu như vậy thì các bạn có tiền thì sẽ lựa chọn hình thức đầu tư như thế nào Bất động sản online ra sao Vì các bạn cũng ở ủ ui, ui, ui mấy cái thằng trẻ như thế Làm sao nó cũng 9x2k nó nhiều tiền thế Nó cũng bước chân vào lĩnh vực online đúng không Đây bất động sản online mà để các bạn Là nó thật hơn Mà mình cũng tiệm cận với các thầy Đi trước thì đúng là chia sẻ một cái giá trị thật Nó là đất Nó giá trị nếu mà có mất thì các bạn không mất đến 100% À, cùng lắm là vẫn còn 50 đến 70 phần trăm và đặc biệt là mình cũng đang hướng với các bạn với bất động sản của Vin Vinhome thì các bạn không mất được nhiều đâu nói thẳng như vậy à, có những cái bài toán kinh tế và có những cái thứ mình hiểu bản chất trong nội tại nó không phải như vậy còn bạn cứ nghe ngoài kia thì nó cũng rất nhiều vấn đề nói chẳng hạn như vậy thế bây giờ cũng rất nhiều các bạn trẻ tại sao bạn lại giàu? Thế vì bạn ấy có đọc sách nhưng bạn hành động ngay đúng không? À, bạn ấy không phải là cứ đi một cái học những cái lớp làm giàu động lực nhưng mà không hành động thế và hai nữa là À, bạn ấy tìm cho một người bây giờ nó khác ngày xưa rồi ngày xưa là để đến mà chơi được chứng khoán hay crypto nó 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 lâu lắm nhưng đến bây giờ nó có những đội nhóm có những mentor thì bạn cứ đi học cứ tìm trên youtube hoặc nếu các bạn kết nối với mình đây qua kênh youtube này cũng là online kinh tế sẽ chia thế thì, thế còn các bác mà có nhiều tiền ấy, thì các bạn sao ở trong kênh youtube của mình cũng chia sẻ những cái cái hình thức đầu tư ở cái cái phân khúc đặc biệt này bây giờ các bạn nghĩ là nếu như các bạn thực tế trong Covid này Người có tiền ít cũng lo kiểu Kiểu có tiền ít Nhưng người có tiền nhiều cũng sẽ lo kiểu rất nhiều nhiều Bây giờ có những lúc mình nói với bạn mình Mày cầm đến 5 tỷ ra ngoài Mày không tìm thấy một cơ hội đầu tư Bạn nhìn không? Những cái cho thuê ở trên phố cổ nhá, Những cái cái đấy đấy Thì treo biển trả đầy Đúng không? Nhà máy sản xuất đình trệ Rồi các thứ Chả ai mong muốn được thực tế khách quan như vậy qua hay không? Thế nhưng tại sao bạn thấy những cái bất động sản này, này lên ngôi? bất động sản đấy hoặc là người ta thấy à người ta đã giàu rồi bạn đã giàu thì bạn sẽ tích chữ tài sản chứ bạn đôi khi là cũng vẫn kiếm tiền kiếm tiền nhưng mà các bạn kiếm tiền đấy là cái lượng các bạn ví dụ là à, 10 tỷ các bạn kỳ vọng là hơn ngân hàng 10 12 phần trăm một năm à, bạn đã thấy tích lũy rồi hai nữa là có, có bất động sản dòng tiền và bất động sản lãi vốn đấy thế thì bây giờ ừ thế, thế thì bây giờ nhiều bạn ấy có nói với chuyện mình là đi nước ngoài cái thứ là có tiền bao nhiêu tỷ bao nhiêu tỷ nhưng bảo hành động ví dụ mình phân tích một dự án là chuẩn bị cái số hao ở quảng trị hay một số các số house hoặc chính trong cái này là mình nhìn thấy cơ hội là chẳng hạn một số người cần thanh khoản đấy mình thấy từ vị trí đẹp ở như ở chỗ hải âu này hay là ở chỗ san hô này thì mình tư vấn thế nhưng vẫn sợ vẫn sợ vẫn sợ mặc dù trong trong quá khứ là bạn ấy đã bỏ qua mấy lần cái cơ hội đây nhưng vẫn sợ vẫn sợ và nếu như cái 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 dự án số hao đông hà quảng trị nếu mà bạn ấy chỉ nghe mình thôi thì bạn ấy đặt cọc thì đến bây giờ đặt cọc thiện trí ấy mà đến bây giờ đang đấu thầu mà cái trước đợt chủ tư ra uh, có rát sâu thì cũng định là xong trước tết nhưng mà đến bây giờ đó là chính sách bán hàng của vin mà vin thì bán hàng nó là một nghệ thuật rồi nên là nếu như bạn đặt bản tin từ thời đấy thì đến bây giờ cơ hội bạn để trên tiền trong bút tích là đặt cọc thiện trí khác với bạn để trên tiền trên tài khoản nó là một cơ hội cái nữa mình đấy các bạn bây giờ bạn không phải lăn tăn vì bạn chỉ cần chọn một cái người tư vấn đúng một sàn đúng thì bạn sẽ kết nối kết nối bây giờ kinh tế sẽ chia rồi không phải người ta lên lên mạng mà người ta phải một vài ba cái hình thức thao tác nếu như lừa đảo thì mình cũng không nói nhưng mà vấn đề câu chuyện là bạn lựa chọn một tư vấn nó người thật việc thật Facebook ra sao con người như thế nào họ bạn ấy đang sống ở cái khu đô thị ấy không hay bạn bè bạn ra sao thì hoặc là sàn nó đàng hoàng thì bạn cũng không bị mất tiền đâu Đấy, bạn bỏ qua những việc đấy chứ còn nếu như mà cái cả crypto kinh tế sẻ chia mình nó thật mình đã từng chuyển đến tiền tỷ tiền tỷ từ đây đà nẵng sài gòn bình dương nói chuyện bình thường thế thì bây giờ bạn phải có một cái niềm tin bạn thấy à đây là cùng đồng cơ hội Thì ví dụ như là bạn nhìn thấy cái số tài khoản chuyển nhá à, từ số điện thoại này à, rồi là cái điện thoại tên tài khoản của công ty này và đại lý đấy như thế nào có giấy chứng nhận à, được à, làm đại lý bán hàng cái sản phẩm đấy hay không như thế nào ấy thì các bạn là làm đúng thôi, thao tác đúng thôi. Còn với những người mình cũng cũng không gặp những người mà môi giới mà người ta sự vụ. Nhưng mà những người đấy nó không tồn tại được. Vì bạn phải biết là ở cái môi trường này là có Facebook, có group. Bạn mình chỉ cần làm sai, phát là họ đăng lên đấy, thì mình mất hết cả sự nghiệp. Đấy là các bạn mình cũng dạy luôn cả bác trẻ. Hay là có những cái hình thức mà các bạn đi làm mà nó không tuân thủ những cái 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 pháp luật, cái cái sân chơi đúng luật lệ của Vin thì các bạn cũng sớm muộn cũng sẽ bị ao thôi. Đấy, thế nên nên là câu chuyện là khi các bạn là có tiền rồi thì các bạn nhìn nhận lựa chọn cái người ở đây bạn sẽ lựa chọn cái người nó không đơn thuần là môi giới mà nó là tư vấn đầu tư tư vấn tài chính thì cả cá nhân mình thế ngày xưa mình đã từng tư vấn những người mình làm trong ông sếp ông mua ông mới mua ở Park Hill bên Tham City mua đầu thời kỳ đầu ông mua toàn mua mang tên cá nhân thôi xong đến khi mà bàn giao cái thứ thì là giá bất động sản nó lên thì anh ấy lại có sổ đỏ thì anh ấy lại định giá cao lên định giá cao lên anh đưa vào tài sản công ty là anh ấy vay đấy đấy là một quá trình hai là cái cái phân khúc tùy sẽ có người những thẩm phận thẩm định được là gì bạn mua ở khu phố này thì bạn phù hợp với cái gì đôi khi có những cái mà nó có cái cái tố chất riêng hoặc là có có thể biết được một cái thông tin là bên cạnh đấy là ai cùng với bạn thì có khi là bạn của hàng xóm của bạn ấy thì nó sẽ nhân quan hệ lên hoặc là lúc bán thanh khoản cũng vậy nó là một cái dịch vụ mà nó rất là dài lâu thế đừng đấy thì các các bạn khi các bạn có tầm tiền đấy rồi thì bạn cũng có rất nhiều cái kiến thức để chính kể cả những người môi giới cũng, cũng cần những học hỏi Thế nhưng mình nghĩ rằng là điều đầu tiên là các bạn cũng lại rất là ngại về cái công nghệ các bạn ở tỉnh xa các bạn có tiền nhưng mà các bạn lại nghĩ nó thế này thế kia thì các bạn cũng mất cơ hội mặc dù là mọi thông tin thì ngang nhau chia sẻ như nhau nhưng mà các bạn lại là người có tiền mà các bạn không nhân được tiền lên Thế thì cái đấy cũng là một cái mà thật ra cái trung trung tuổi hoặc có tiền thì cũng, cũng đấy một cái giới hạn mà làm quen với khái niệm tài sản bất động sản online thì các bạn cũng đang một vấn đề vì vì bây giờ mình mình ngày xưa mình cũng đã nghĩ là một cái giá trị tài sản lớn ấy, mình thích rằng là ủi mua một cái bất động sản trong phú quốc hay thanh hóa hay là quảng ninh gì phải bay vào cơ phải bay 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 vào thật ra nó không phải thế head office của vin nó vẫn ở hà nội hoặc là các cái hình thức các cái đại lý ấy, nó đều mà vin thì khuyến khích làm những việc đấy bây giờ bạn đã nhìn thấy là cái 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 chính sách bán hàng nó được còn khuyến mại chiết khấu giảm không phẩy năm đấy là phân khúc uh, chung trung cư cao cấp nhé Ở uh, trung cư còn uh, biệt thự thì hiện tại chưa thế nhưng mà cái đấy bạn nhìn thấy nó là chuyện bình thường, đúng không? thì chúng ta sẽ sẽ làm quen với khái niệm à, thế bây giờ check căn ra sao lựa chọn tư vấn như các quá trình thanh toán như thế nó có vấn đề gì không? À, hai ông ba ông thì liệu có phải bay vào trong phú quốc hay bay vào quảng trị, hay bay lên lạng sơn hay bay uh, vào đi lên lạng sơn hay lên tuyên quang để mua hay điện biên mua bất động sản không? À, cái đấy nó xóa nhòa rồi, cứ ở đâu cũng cứ có tiền là sẽ làm được an tâm thế mình sẽ lựa chọn đi có phải có niềm tin nữa thế và mình cũng chia sẻ là đấy uh, khi mà cái cái mà mình phải đầu tiên là phải một tư duy đã tư duy đã đấy cái này nó bán mình cũng khẳng định là đến 2/3 bằng online đấy nhá Bây giờ này đấy Thế thì uh, chúng ta sẽ lựa chọn quyết định ra sao Thế bây giờ đấy nó hình thành nó đẹp như này rồi đấy ngày hôm nay chúng ta lại uh, cuối năm được ngồi với nhau chia sẻ như này đấy các bạn sẽ thấy là à thì chúng ta sẽ lựa chọn ra sao bất động sản online có đáng tin cậy không ở cả một cái thành phố một đô thị như thế này nó đã là cư dân toàn cầu um, đưa những công nghệ ai vào bạn đi vào đây được trợ khuôn mặt rồi các cái um, uh, vin cũng ứng dụng những cái um, theo chuẩn quốc tế hết rồi nên là kể cả cái việc phân phối và cái thanh khoản thế vào đây ví dụ như đây này bạn vào đây này uh, bạn sẽ um, bạn sẽ sẽ có những cái hình thức mà bạn check được căn này đấy, bấm vào đây này ví dụ đấy thì mình cũng đã có những video mình chia sẻ rồi điều quan trọng nhất là các bạn thấy à đây chúng ta sẽ một cái cơ hội là à đây, thiên hạ người ta đã mua được rất là nhiều rất nhiều cái này rồi nên là chúng ta có có mà làm cái gì ấy nó mà 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 thì nghi ngờ đang nghi giống như các bạn 9x 8x bạn ấy giỏi ấy. Đấy thì bạn ấy làm như thế nào? Đấy thì các bạn sẽ đi vào đây và các bạn sẽ kết nối với mình thế còn các bạn mà trẻ tuổi mà cái vốn nó chưa có thì chúng ta hãy làm quen đi làm quen đi và chúng ta dám trở thành một công dân đi công dân toàn cầu đi dám sống ở một cái môi trường như thế này đi để vì ít nhiều các bạn đối diện với những người mà giới tinh hoa thì bạn sẽ được một cái tư duy tinh hoa những cái điều tương tác nó nó sẽ chuẩn thì bạn ứng đấy đi và đây bạn hãy nhìn vào online vinhome này Đấy, bạn vào đây bạn sẽ thấy bạn xem từng một cái video này hoặc là từng cái cảm nhận bạn chưa thấy thì bạn sẽ inbox lại cho mình đấy chúng ta cùng tìm hiểu thế và những cái người mà thật ra các bạn có tiền thì chúng ta cũng tìm kiếm cơ hội thôi chả có ai mình bây giờ cái thời đuổi này cái đối diện mà sau trong dịch bệnh nó khó khăn đúng không sau dịch bệnh chúng ta phải càng phải nỗ lực hơn ví dụ như sau dịch bệnh này thì mình thấy một cái cơ hội nữa ở chính tại đây và cả Dream City Hưng Yên này rồi 2022 thì uh, Vin cũng chuẩn bị những cái đại đại siêu thị nữa một cái cơ hội rất rất lớn cho chúng mình uh, đặc biệt là nếu như mà bạn có tiền hay không có tiền thì mình cũng đều nhìn thấy cơ hội ở trong VIN vấn đề là các bạn có giá mắt tay hay không? còn đương nhiên là bạn nhìn thấy là một cái một cái điện thoại bây giờ nó kiếm tiền được rất nhiều rồi rất nhiều cái kênh để kiếm tiền rồi thế thì chúng ta sẽ uh, cùng bắt tay với nhau cùng chia sẻ để để tìm kiếm cơ hội và tìm kiếm cái thu nhập hay là uh, bắt tay nhau dài hạn thế còn uh, mình đây cũng ngưỡng mộ một người anh ấy cũng đã rất là thành công trong thị trường bất động sản anh nói một câu là rủi ro lớn nhất trong dài hạn là giữ tiền mặt uh, mình sẽ có những chia sẻ video về uh, kinh tế vĩ mô khi như gói uh, gói kích cầu hay là đây, tiền mặt um, dư thừa ở xung quanh sẽ luôn tìm được chỗ để tiêu mất. Đấy, thì chúng ta chú ý những con người mà người ta cũng chi chỉ chỉ cho chúng ta. Hoặc là hôm nay các bạn sẽ thấy là một cái tin mà Vingroup lần đầu tiên báo cáo tài chính hợp nhất bị lỗ. Lỗ 7.500 tỷ. Nhưng chuyện đấy hết sức bình thường. Uh, Vinhome Vin vẫn lãi. Nhưng bạn sẽ nhớ là khi Grab mà lên trên IPO ấy, thì người ta còn có lộ trình lỗ mấy năm cơ. Đấy, thế mà cuối cùng cổ phiếu vẫn đắt như dông tươi đấy đúng không? Ê, nhưng mà thật ra cái lĩnh vực cổ phiếu thì chúng ta lại chưa được đối diện với mua các cổ phiếu mỹ, đấy nhưng mà bây giờ crypto thì cũng là pháp luật thì cũng chưa Việt Nam thì cũng chưa chưa rõ ràng nên là chúng ta hãy cẩn thận nên là bởi vậy một số người thì cũng cuối cùng là, là giữa cái hai cái niệm đầu tư tài chính hay những gì đấy nó cũng rất còn rất là căng thẳng đấy, rồi đúng không hay thế nhưng mà riêng riêng về bất động sản thì từ trước đến giờ thì các bạn sẽ thấy là một sự an tâm à, như anh Trần Minh anh nói là hiền như đất lành như đất. Thế thì mình cũng có một cái sự kinh qua, chia sẻ và mình cũng đã là những con người làm việc thực thực tiễn. Chúng ta mình không có từ trong lĩnh vực mọi lĩnh vực mình tham gia nó bằng thực tiễn tất cả một trải nghiệm mà, mà thật sự chứ chúng ta không đi làm bằng cái sự hào nhoáng, hào wow. và đặc biệt là đất, động sản. Hai nữa là mình cũng lựa chọn cái phân khúc của bất động sản của Vinhome thì an tâm hoàn toàn về mặt pháp lý. Các bạn cứ an tâm là khi đấy là cái cái chấm điểm 10 của pháp lý để bạn bắt tay nó 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 cảm thấy cái tâm an nó thoải mái lắm vui vẻ đấy còn cái nghề nghiệp và các thứ thì chúng ta sẽ chia sẻ trong nhiều video cái cơ hội đầu tư cũng vậy thì trong cái kênh youtube của mình youtube của mình ấy, cũng đã có rồi đã có đã có những cái video thì các bạn có thể tìm thêm đấy, thế còn đâu trong thời gian tới thì mình sẽ làm nhiều các video về các dự án và các cái cơ hội chẳng hạn như với dream city hưng yên này hay là uh, các bạn mà có cái lượng tiền nhất định Thì mình sẽ đưa ra những bài toán tài chính đấy, Từng chính sách bán hàng của từng Hay là À đấy cũng chính bởi gói 2.500 uh, tỷ Thì uh, Vin cũng đưa ra những chính sách bán hàng Nó sẽ khác nhau Hoặc uh, với cái phân khúc trung uh, cư Hoặc với cái phân khúc biệt thự này này Thì mình cũng sẽ những cái bài toán tài chính nhất định Các bạn chỉ cần 30% thôi chẳng hạn Nhưng mà bạn bạn biết lựa chọn biết thời điểm ấy. Đấy, Nhiều khi là Bây giờ cái cơ hội mà, mà Cọc ấy thì nó cũng là Vin chắc cũng không muốn làm như vậy vì nó cũng cái cái nó nhanh quá thế nhưng mà một cái chiều sâu mà gắn kết mà Vin luôn luôn muốn xây dựng ấy là gì giữa một cái người chủ sàn này uh, người nhà đầu tư và nhà môi giới luôn luôn mối quan hệ win win ba win chứ không phải là là xây dựng cái hình thức nó không không hay thế nên là một số các hình thức khi bạn chưa đầu tư chưa quen ấy bạn ví dụ như Đông Hà mà hơn một tuần nay cuối cùng lại chưa 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 chốt được vậy thì cái quá trình bán ấy mình phải hiểu được vin để ngay như cái cái biệt thự ở cái cái chung cư này cũng có những căn góc mà nó cũng xảy ra những tình trạng như thế tức là đông người quá hoặc là cái đấy người ta cũng bạn nhìn thấy đấy là căn hoa hậu thì người khác cũng nhìn thấy con căn hoa hậu và người ta cũng muốn chiếm giữ người ta cũng muốn bằng mọi hình thức nên nó sự cạnh tranh thì cái đấy nó cũng là một cách thế nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta nắm bắt cơ hội Đấy thì cái video này mình muốn chia sẻ là ở à, cái thời điểm cuối năm này chúng ta còn ngồi với nhau còn nhìn thấy nhau còn xem video còn chia sẻ cơ hội thì đó là rất là niềm vui rồi đấy còn chúng ta còn nắm bắt cơ hội chúng ta cùng uh, coi như là uh, tiệm cận và tiếp thu hay là bắt tay nhau trong đầu tư mà để cùng kiếm tiền ấy. Uh, không phải là sau đại dịch nữa đâu sau dịch nữa đâu mà trong một cái cái xu hướng dài hạn đấy thì uh, các bạn cứ follow kênh YouTube mình hoặc là các bạn inbox trực tiếp ra Zalo cho mình số điện thoại 0901156886. Chúng ta cùng sẽ chia cơ hội, à, chúng ta cùng share những kiến thức và mình cũng sẽ học. Mình cũng vẫn xác định mình vẫn học kể cả trong lĩnh vực bất động sản hay crypto mình vẫn xác định các bạn học các bạn 9X mà. 9X2K. Đấy, thì cái cái đầu tiên là chúng ta phải mở, mở cái lòng ra. À, chúng ta phải biến cái điện thoại 80 000 Ngày xưa mình đã từng thuê uh, wifi của điện thoại của mình 400 000 một tháng và đến bây giờ cũng thế nhà có khi nặng chi phí nhất là giữa wi-fi và 4G, 5G của điện thoại. Nên làm sao sinh được ra tiền thôi đấy. cái cái đấy là một cái điều mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên nắm bắt với một cơ hội thời cơ mới à, cũng sắp hết năm cũ. ông à, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi các kênh YouTube của mình. À, có thể là trong kênh YouTube của mình thì sẽ có nhiều các bạn về giới đầu tư tài chính nhưng mà cái điều sự sẻ chia nó là chân thật. Còn đâu nếu như mà có một số các bạn mà bắt tay với lĩnh vực uh, mới về À, bất động sản ấy, hoặc là đặc biệt là bất động sản online bạn làm quen với khái niệm đấy thì chúng ta hãy kết bạn qua Zalo và chúng ta cùng sẻ chia cơ hội à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại trong các bạn trong các video sau